Đây, hôm nay em Tuấn quay cho các bác con âm ly Pioneer SA 7600. Các bác nhìn qua điện thoại thì bác nhìn thấy cảm giác nó đang nháy 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 bóng đúng không? Nó nháy nháy bóng đúng không? Nhưng đây là do nó cái ống kính quang học nó ngược ngược nhau nên nhìn nó nháy thôi. Chứ thực tế thì nó không nháy ạ. Đây, càng gần vào đây thì nó sẽ mất mất nháy dần. Có nghĩa là đây, càng ra xa thì đấy nó càng nháy mạnh, có nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Càng xa nó càng nháy mạnh. Nó do cái ống kính quang học nó cái đấy em chưa phân tích được, em không hiểu. Tóm lại là em nhìn bình thường ở ngoài, bình thường mà mắt thường nó không bị nháy, một cái đèn này nó không bị nháy một chút nào như bên trong nhá. Đây càng gần vào thì nó càng mất dần, đấy nó hết nháy. Có nghĩa là nó khử dần cái ống kính, cái đấy em không nắm được. Thì như con này hôm qua em có giới thiệu được một số bác yêu cầu là cho bác xem ruột gan. Ok, em có thời gian em sẽ quay ruột gan cho bác, mà con này để 3,9 triệu thì thật ra là giá nó quá bèo cho bác. Thì em chỉ nói là cái đây này, những cái volume hoặc một số cái nút vặn này, số nút vặn này của nó. Thì em đang cấp tín hiệu từ từ điện thoại vào để cho các bác nhìn là cái kim nó chạy bình thường được chưa. Đây, như thế này thì về các bác dọn vệ sinh đi, đánh bóng đi. Đấy, chính vì thế chứ còn không những con này nó phải 4-5 triệu nhá, nó tầm 4 triệu 8 hơn 5 triệu. Những con này bởi vì là 7600, còn là 7600, còn loại 7900 nó cao hơn nữa, 6 7 triệu cơ. Đấy. Những con này thì báo cáo bác là dòng này đánh được nhiều loa lắm, rất là nhiều loa. Và riêng cái loại Pioneer SA 7600, 7800 thì rất là nổi tiếng rồi. Em mà Tuấn quay nội thất cho bác đây. Nội thất của em nó thì báo cáo các bác là gần như là còn đẹp nguyên zin hết. Đặc biệt là cái con này này. Đây. Đấy, con này này. Con tản nhiệt của nó bác nhìn nó khủng không? Con tản nhiệt đấy, đấy cái thời của nó từ thời này. Nó được thiết kế với lại hai con sò xanh và hai sò đen. Em zoom lên cho bác nhìn nhé. Hai sò xanh, hai sò đen, sò nick D588A, sò nick hết bên ngoài đấy, sò nick này, sò nick D588A này, ngoài lại sò nick tất cả được 5 con, là 4 con sò, 2 con sò xanh và 2 sò đen, được chưa? Tục tản nhiệt của nó bác nhìn này, hàng Nhật ngày xưa người ta làm tản nhiệt nó có khủng không? Bây giờ không bao giờ làm tản nhiệt như này cả. Bây giờ làm tản nhiệt cái mảnh nó mong manh lắm, nó mỏng lắm, nhưng làm sao nó được như thế này? Thế này gọi là quá tốn kém. Đây phải gọi là thế này gọi là quá tốn kém. Như thế này em gọi là quá tốn kém. Ví dụ như bây giờ mà một cục nhôm như này chắc nó phải làm được tầm gần chục cái âm ly. Vì lá nhôm bây giờ nó mỏng dính. Đúng không bác? Nó mỏng dính ấy. Nói hơi thô nhưng nó phải 7 8 cái âm ly. Nếu mà cái cục nhôm như thế này bây giờ để bây giờ làm thì chắc nó phải được 7 đến 8 cái âm ly. Chứ làm sao mà để cục nhôm như này bác? Các bác đem bán nhôm không? Được tiền nhỉ. Đấy, như vậy thôi. Biến thế cũng vậy, biến thế vẫn còn zin hết ạ. Tất cả zin nhá. Zin tất cho các bác luôn. Đây. Con này nó có cả một con ngồi bên cạnh này. Tất cả các mạch các chân nó còn đẹp nhá, đẹp hết cho các bác luôn, vẫn còn đẹp lắm ạ, được chưa? Đẹp cho các bác luôn. Mức giá 3,9 triệu con này. 3,9 triệu con này, con Pioneer SA 7600. Đấy, mặt mũi thì đẹp nhưng mà chỉ có là những cái núm volume này, vặn này nó có những cái vết như kiểu là mình như kiểu tay mình bị oxy hóa cái gì đấy, mình về mình vệ sinh nó đi. Cái này thì có nhiều cách để các bác làm đẹp nó nhé. 3,9 triệu ạ. 3,9 triệu luôn. 3,9 triệu. Các bác đợi em chút nhé, em cắm và em test cho bác luôn. Đấy, tiếp tục em test cho bác nhé. Này. Mà em cắm tạm đôi loa đây. Còn là PMA 7910, đẹp như trong tranh. À 760, giá 8,9 triệu. Tóm lại là tất cả bao tình trạng hoạt động bình thường cho bác ạ. Đây em chuyển nốt sang cọc loa bên kia bởi vì nó không có cọc loa đấy. Test cho các bác thôi. Em đang phải cắm tạm mà. Đây nhá. Em chuyển sang cọc bên này cho các bác này. Nó không có cọc loa nên phải cắm tạm thôi. Đó, chuyển sang cọc. Chuyển sang bên trái đấy. Quảng cáo đấy, đi quảng cáo em phải cho họ bớt thêm nó.
vậy là tình trạng hoạt động bình thường thôi nhé. Tắt nhá, chào các bác.